trang phục thiết kế, áo dài, dạ hội trên nền nhạc do mỗi đội đăng ký trước với ban tổ chức. Các đội tự đặt tên cho chủ đề của trang phục của mình và tự thuyết minh về trang phục của mình. Thứ tự diễn lần lượt là bao bì màng Hương Yên, bao bì giấy Hương Yên, APP Hà Nội, văn phòng Hương Yên. Thời gian trình diễn cho mỗi đội là 5 đến 7 phút ạ. Vâng, và cơ cấu giải thưởng: một giải nhất, một giải trang phục rực rỡ và các giải phụ. Ban tổ chức tiếp tục mời ban giám khảo của phần thi cắm hoa làm ban giám khảo cho phần thi trình diễn thời trang của 4 đội. Còn bây giờ xin mời tất cả các quý vị một tràng pháo tay để tiếp tục phần thi trình diễn thời trang ạ. Vâng, xin mời các đội. Vâng, và phần trình diễn trang phục thời trang xưởng sản xuất bao bì màng Hương Yên xin phép được bắt đầu. Kính thưa quý vị ban giám khảo cùng các anh chị đồng nghiệp thân mến, đến với hội thi xưởng sản xuất bao bì màng xin được gửi đến bộ sưu tập với chủ đề áo dài Việt Nam. Trong một bài hát thoáng quê hương, dù ở đâu Paris, London hay những miền xa, thoáng thấy áo dài bay trên đường phố sẽ thấy tâm hồn quê hương em ở đó. Bước ra sân khấu lúc này là hình ảnh áo sơ mi trắng cùng chiếc áo dài hiện đại kết hợp sự đơn giản nhưng không làm mất đi nét duyên dáng tinh tế tôn lên vẻ đẹp mọi hình thể. Và đây cũng là trang phục truyền thống của công ty. Áo dài Việt Nam có sức hút bởi chính sự linh hoạt biến đổi dần trong quá trình phát triển và định hình. Tiến vào sân khấu là hình ảnh chiếc áo Nhật Bình đưa ta về lại xứ Huế, về cố đô nhà Nguyễn, là trang phục hoàng tộc của hoàng hậu, phi tần và công chúa. Lịch sử trôi qua nhưng dấu ấn văn hóa đẹp đẽ trường tồn mãi theo thời gian. Từng chi tiết của áo Nhật Bình được thiết kế rất chỉnh chu tỉ mỉ, toát lên vẻ đẹp trang nhã và quý phái. Khi mà sau thời nhà Nguyễn, bộ trang phục quý tộc được mặc vào những dịp quan trọng. Với tầng lớp cung đình quý tộc thì trang phục phổ biến của người nông dân là chiếc áo tứ thân. Điểm đặc biệt của kiểu áo này là hình ảnh chiếc yếm bên trong kết hợp với sự phối màu khéo léo ở các tà áo, đáp ứng nhu cầu hiện đại và thị hiếu thẩm mỹ. Những chiếc áo dài cách tân ngày nay đã được in theo đính cường nhiều màu sắc phong phú nổi bật hơn. Trải qua bao nhiêu thăng trầm lịch sử, những hình ảnh áo tứ thân vẫn mang trọn nét đẹp giản dị của người phụ nữ Việt, mãi mãi là một phần linh hồn Việt. Áo dài phải có dáng xưa mà sao bỗng thấy say xưa trong lòng. Trình diễn bộ trang phục thứ tư mà đội chúng tôi mang đến cũng là hình ảnh cổ phục với gam màu trắng xanh, nguồn gốc từ loại áo phi phương Minh Triều. Sau năm 1945 được lan tỏa rộng rãi ra nhân gian, được phụ nữ Huế yêu thích, thường được chọn làm lễ phục trong đại sự hôn lễ của mình. Trải qua nhiều dấu mốc lịch sử, đến nay áo dài Việt Nam có nhiều sự biến đổi với kiểu dáng từ hiện đại đến phá cách. Bước đi trên sân khấu là hình ảnh chiếc áo dài cách tân với họa tiết độc đáo, mới mẻ, hiện đại, phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau của con người như lễ Tết, cưới hỏi, sự kiện. Nhưng dù thay đổi như thế nào thì tà áo dài vẫn giữ được nét uyển chuyển, gợi cảm mà không trang phục
được. Xưởng sản xuất bao bì màng mang đến hội thi ngày hôm nay. Đồng nghiệp đã chú ý theo dõi và lắng nghe. Xin chúc hội thi thành công tốt đẹp.